Mến chào quý khán thính giả trên kênh Little Saigon News. Hôm nay ngày 31 tháng 8 xin gửi tới quý vị bản tin chính sau đây. Chính quyền Bê vẫn còn 300 người Mỹ ở Afghanistan vì nguy cơ khủng bố rất cao. Hàng ngàn cử tri dân chủ biểu tình tập trung tại Washington và các thành phố lớn để bảo vệ quyền bỏ phiếu của đảng. Các quan chức chính quyền Obama quay lưng chỉ trích dữ dội Joe Biden vì kế hoạch rút quân thất bại ở Afghanistan. Đảng dân chủ thực sự lo sợ về sự tín nhiệm của ông Biden trong tháng tồi tệ nhất của nhiệm kỳ. Phát hiện hơn 82.000 lá phiếu gửi qua thư của Wisconsin đã bị mất tích hoặc không gửi được. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, hôm 29 tháng 8, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiết lộ hiện vẫn còn 300 người Mỹ ở Afghanistan và đang chờ sơ tán trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố gia tăng gần sân bay Kabul. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 29 tháng 8, lãnh đạo bộ ngoại giao của tổng thống dân chủ Mỹ Joe Biden cho biết, "Chúng tôi còn lại khoảng 300 công dân Mỹ, những người đã cho chúng tôi biết rằng họ muốn rời đi. Chúng tôi đang rất tích cực làm việc để giúp họ đến sân bay, lên máy bay và rời khỏi Afghanistan." Sau cuộc gặp với ông Biden và các quan chức Nhà Trắng khác vào ngày 29 tháng 9, ông Antony Blinken khẳng định các quan chức Hoa Kỳ đang hết sức nỗ lực để đưa những người Mỹ còn lại ra khỏi Afghanistan. Thông điệp này được đưa ra hai tuần sau khi Taliban tiếp quản đất nước Trung Đông này, sau một chiến dịch tiến quân dồn, dồn dập kéo dài chỉ vài ngày của nhóm phiến quân. Ông Biden và các quan chức khác đã đặt ra thời hạn cuối cùng để rút toàn bộ quân đội Mỹ ra khỏi Afghanistan là ngày 31 tháng 8. Thời hạn này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về việc liệu chính quyền có thể sơ tán thành công bất kỳ người Mỹ nào còn lại ở nước này vào thời điểm đó hay không. Trong khi đó, vào ngày 28 tháng 8, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul đã đưa ra cảnh báo kêu gọi người Mỹ tránh xa sân bay do một cuộc tấn công sắp xảy ra, có vẻ như là từ những kẻ bị cáo buộc thuộc tổ chức khủng bố ISIS. Vài ngày trước đó, nhóm khủng bố ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một vụ tấn công khiến 13 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng và nhiều người chết hơn tại sân bay. Một số phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đã xác nhận với các hãng tin vào ngày 29 tháng 8 rằng quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào một kẻ bị tình nghi là khủng bố đang lái một chiếc xe chở đầy chất nổ đến sân bay. Nhận thấy mối đe dọa khủng bố ngày càng tăng cao, ông Blinken khẳng định với ABC News rằng có nguy cơ rất cao sẽ xảy ra một cuộc tấn công khác tại sân bay Kabul. Ông cho biết đây là thời điểm nguy hiểm nhất trong một nhiệm vụ vốn đã cực kỳ nguy hiểm trong vài ngày cuối cùng này. Và vì vậy, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho mọi người, nhưng rủi ro rất cao trong thời gian rút quân, chính quyền ông Biden đã phải nhận những phản ứng dữ dội từ lưỡng đảng Hoa Kỳ về cách ông xử lý các cuộc sơ tán và vì không dự đoán được rằng Taliban sẽ nắm quyền kiểm soát Afghanistan, bao gồm cả thủ đô Kabul chỉ trong vài ngày. Một số người cũng đặt câu hỏi về những tuyên bố của ông Biden và các trợ lý cấp cao của ông mà các quan chức Mỹ đang làm việc cùng, thậm chí có nguồn tin cho biết chính quyền ông Biden rất có thể đã chia sẻ thông tin tình báo với Taliban, vốn bị một số cơ quan liên bang Hoa Kỳ chỉ định là một nhóm khủng bố. Tuy nhiên, hôm 29 tháng 8, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Hoa Kỳ có đòn bẫy đáng kể tác động tới Taliban để họ thực hiện tốt các cam kết của mình. Ông nêu rõ, nếu Taliban nghiêm túc với những cam kết mà họ nhiều lần đưa ra trước công chúng, bao gồm cả trên phạm vi quốc gia, trên toàn quốc cũng như nơi riêng tư, những cam kết mà cộng đồng quốc tế có ý định yêu cầu Taliban giữ trách nhiệm thì chúng tôi sẽ tìm cách thực hiện. hàng ngàn cử tri dân chủ biểu tình tập trung tại Washington và các thành phố lớn để bảo vệ quyền bỏ phiếu của đảng kính thưa quý vị hàng nghìn người biểu tình đã khởi động các cuộc tuần hành ở washington và các thành phố khác của mỹ vào thứ bảy để yêu cầu bảo vệ quyền bỏ phiếu nhằm mục đích gây áp lực buộc các nhà lập pháp thông qua luật để chống lại làn sóng các biện pháp bỏ phiếu ở các bang do đảng cộng hòa lãnh đạo tại washington những người biểu tình cầm cờ và dấu hiệu black Life Mother kêu gọi thông qua luật liên bang đã tuần hành từ quảng trường Besson về phía điểm hộp cuối cùng tại National Mall. Caroline Roth, một nhà hoạt động 74 tuổi, cho biết bà đã thực hiện chuyến đi từ Chicago đến Washington để thúc đẩy việc thông qua luật liên bang nhằm khôi phục các biện pháp bảo vệ chính của đạo luật quyền bầu cử năm 1965, vốn cấm các hoạt động bỏ phiếu phân biệt đối xử. Dự luật được đặt theo tên của anh hùng dân quyền quá cố John Lewis đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ trong tuần này nhưng đối mặt với triển vọng kém ở Thượng viện do các quy tắc cho phép đảng thiểu số ngăn cản dự luật thông qua cũng như một vài đảng viên dân chủ ôn hòa phản đối. Sau khi ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ở nhiều bang đã hạn chế sử dụng việc bỏ phiếu bằng thư. Các động thái này được đưa ra sau khi Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa phát đi một báo cáo cáo buộc rằng Đảng Dân chủ đã lợi dụng đại dịch Covid để bỏ phiếu bằng thư nhằm giúp ông Biden thắng cử một cách đáng nghi ngờ. Cho đến nay, ít nhất 18 bang đã ban hành luật hạn chế quyền tiếp cận của cử tri theo trung tâm công lý Brennan tại Đại học New York. Thưa quý vị, các quan chức chính quyền Obama quay lưng chỉ trích dữ dội Joe Biden vì kế hoạch rút quân thất bại ở Afghanistan. Tình hình ở Afghanistan tồi tệ như thế nào, thật tồi tệ khi các cựu thành viên của chính quyền Obama bước ra khỏi tầng hầm để hạ gục Biden. Hãy nhớ rằng không chỉ những người này là đảng viên đảng Dân Chủ, nhiều người trong số họ đã làm việc trực tiếp với Biden tại Tòa Bạch Ốc dưới thời của Obama. Thực tế là họ đang lên tiếng theo cách này sẽ giống lên hồi chuông cảnh báo trong chính quyền Biden. Jill Johnson, cựu bộ trưởng an ninh nội địa của Obama, là một trong số đó. Theo tờ The Hill, Joe Johnson đã chỉ trích ông Biden về tình hình tại sân bay Kabul sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi nó trở nên tốt hơn, cựu bộ trưởng an ninh nội địa Joe Johnson hôm thứ hai cho biết, ông tin rằng tình hình tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi nó trở nên tốt hơn khi công dân Mỹ và các đồng minh Afghanistan tranh nhau di tản khỏi Afghanistan trong bối cảnh Taliban tiếp quản. Jen Johnson, người cũng từng có thời gian làm cố vấn chung tại ngũ giác đài, cho biết khung cảnh tại sân bay Kabul có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn khi công dân Mỹ, những người xin thị thực nhập cư đặc biệt và những cá nhân đủ điều kiện tị nạn tiếp tục tràn vào cơ sở để tìm cách thoát khỏi Afghanistan. Johnson nói với Andrew Mitchell, của NBC trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng đây là đất nước 38 triệu dân, chúng ta phải đối phó với những công dân Mỹ, những người đủ điều kiện xin thị thực nhập cư đặc biệt nhưng sau đó là những người đủ tiêu chuẩn để được quy chế tị nạn theo luật của chúng ta. Còn Leon Bennett, người từng là thư ký quốc phòng của Obama. Leon Bennett gọi Afghanistan là khoảnh khắc vịnh con lợn đối với ông Biden, sự tiến nhiệm của chúng tôi hiện đang bị nghi ngờ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Leon Burnett cho biết hôm thứ Hai, cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Afghanistan là một khoảnh khắc vịnh con lợn đối với Tổng thống Joe Biden, đề cập đến nỗ lực xấu số được Mỹ hậu thuẫn nhằm lật đổ nhà độc tài Cuba Fidel Castro. Biden đã bị chỉ trích gây gắt vì sự hỗn loạn đang diễn ra ở Afghanistan khi Taliban nắm quyền kiểm soát và Benetter đã được John King của CNN hỏi rằng khoảnh khắc này có ý nghĩa gì đối với tổng thống. Ông Benetter nói, theo nhiều cách tôi nghĩ về John Kennedy và vịnh con lợn, bạn biết không, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và tổng thống nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng không phải vậy, nhưng tổng thống Kennedy đã nhận trách nhiệm về những gì đã diễn ra. Tôi đặc biệt đề nghị với tổng thống Biden rằng ông ấy phải chịu trách nhiệm và thừa nhận những sai lầm đã gây ra. Ông thừa nhận rằng chính quyền ông Biden đã hành động quá sai trong việc xử lý kế hoạch rút quân và điều đó đã gây ra nhiều thảm bại và đau thương đặc biệt sau vụ đánh bom bên ngoài sân bay Kabul là 13 binh lính Mỹ và hàng trăm dân thường phải thiệt mạng. Ông nói tiếp, đảng Dân Chủ cần phải hành động để sửa sai cho tổng thống này. Sai lầm lịch sử này sẽ khiến đảng Dân Chủ thua cuộc trong những cuộc bầu cử tới và họ phải trả giá cho sai lầm này đến từ vị tổng thống của họ. Đảng dân chủ thực sự lo sợ về sự tín nhiệm của ông Biden trong tháng tồi tệ nhất của nhiệm kỳ. Các quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan do kế hoạch rút quân hỗn loạn, đại dịch bùng phát, khủng hoảng biên giới phía nam và lạm phát gia tăng nhanh chóng trong nước đang khiến Đảng dân chủ lo lắng khi xếp hạng chấp thuận của ông Joe Biden tiếp tục giảm trong tháng tồi tệ nhất trong chính quyền của ông tôi chỉ lo lắng về khả năng đạt được chương trình nghị sự của ông ấy john jackson chủ tịch đảng dân chủ quận descartes ở Georgia, một chiến trường giữa nhiệm kỳ nói với the washington post hôm thứ bảy Tôi không nhất thiết không đồng ý với nhiều chính sách của tổng thống, đó là sự thực thi của ông ấy. Việc hành quyết việc Mỹ rút quân ở Afghanistan sau 20 năm chiến tranh đã khiến Taliban nhanh chóng chiếm lại đất nước trong khoảng 10 ngày, chiếm thủ đô Kabul vào ngày 14 tháng 8 và gây ra một cuộc di cư hỗn loạn của công dân Mỹ. Công dân nước các đồng minh và những người tị nạn Afghanistan cố gắng tìm kiếm các chuyến bay khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá trong tuyệt vọng. Kể từ khi Taliban tiếp quản, chính quyền Biden đã có thể di tản hơn 100.000 người, nhưng hàng nghìn người đặc biệt là những người đã giúp đỡ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố kéo dài hai thập kỷ, có thể vẫn ở lại khi những người Mỹ cuối cùng rời đi vào ngày 31 tháng 8 của thỏa thuận từ Biden. Đứng đầu chính sách đối ngoại thất bại trong tuần này là các cuộc tấn công khủng bố gần sân bay Kabul khiến 13 quân dân Mỹ thiệt mạng hôm thứ Năm. Trong khi đó, ở mặt trận quê nhà, biến thể Delta của COVID-19 đang gia tăng khắp cả nước, khiến những người đã được tiêm chủng đầy đủ một lần nữa phải đeo khẩu trang nơi công cộng, khi các quan chức thúc đẩy một phần ba dân số cuối cùng của quốc gia phải tiêm một trong ba loại vaccine virus vượt biên bất hợp pháp ở mức cao nhất trong nhiều năm, với nhiều người trong số những người vượt biên có thể bị nhiễm Covid. Thêm vào đó, sự gia tăng tồi tệ nhất của lạm phát trong nhiều năm đang khiến tỷ lệ chấp thuận của Biden giảm xuống dưới mức 40% từ mức cao hơn 50% khi ông nhậm chức. Kể từ khi xảy ra các vụ tấn công chết người ở Afghanistan, một số nhà lập pháp GOP và thậm chí một số đảng viên dân chủ đã kêu gọi những người đứng đầu trong chính quyền Biden phải từ chức vì tạo ra những sai lầm không chỉ phòng bầu dục có thể gặp nguy hiểm khi các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào năm 2022 với đảng dân chủ chiếm đa số mỏng trong hạ viện và thậm chí chia rẽ 50-50 trong thượng viện. Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội dân chủ Sam Porter Maloney cho biết hãy dừng việc ngủ và trở lại làm việc, người dự đoán rằng đảng này sẽ khó giữ được đa số hạ viện vào giữa nhiệm kỳ. Nhiều đảng viên dân chủ đang công khai chống lại ông Biden và bà Pelosi vì họ lo sợ rằng tương lai của Đảng Dân chủ sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu việc này kéo dài thêm và họ muốn những người này phải chịu trách nhiệm và từ chức để lấy lại sự tín nhiệm của các cử tri trong tương lai. Thưa quý vị, phát hiện hơn 82.000 lá phiếu gửi qua thư của Wisconsin đã bị mất tích hoặc không gửi được. Cuộc bầu cử năm 2020 hoàn toàn là một thảm họa và nó đã chứng minh khi nước Mỹ hiện đang ngập tràn trong các thảm họa do ông Biden gây ra. Theo một báo cáo mới nhất của tổ chức pháp lý công cộng Mỹ, gần 83.000 lá phiếu được gửi qua thư bị mất tích hoặc không gửi được ở Wisconsin. Tổ chức pháp lý lợi ích công cộng cho biết hôm thứ Sáu rằng có 82.766 lá phiếu được gửi tới cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2020 của bang Wisconsin đã bị mất tích hoặc không gửi được, một con số lớn hơn 4 lần so với 20.682 phiếu bầu được chứng nhận của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Hơn 1,6 triệu phiếu bầu đã được bỏ ra trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2020 ở Wisconsin và tỷ lệ chiến thắng được chứng nhận của Biden chỉ là 1,2% tổng số phiếu bầu. Con số này đã khiến nhiều người đặt nghi ngờ lớn về cuộc bầu cử tai tiếng vừa qua và nó đã bắt đầu chứng minh rằng người Mỹ đã chọn sai người lãnh đạo của họ. Trong khi đó, một cuộc kiểm toán bầu cử đã được Chủ tịch Hạ viện Robin Voss thông báo cách đây ít ngày. Điều này đã giúp nhiều người có hy vọng tìm ra được những sự thật gian dối trong cuộc bầu cử vừa qua. Theo báo cáo của tờ Gateway Business, cuối tuần trước, ông Robin Voss được bắt gặp khi đã cùng Tổng thống Trump đi máy bay riêng đến cuộc biểu tình chính trị lớn ở Alabama. Theo tờ The Gateway Pundit báo cáo, Chủ tịch Hạ viện Wisconsin Robin Voss đã đi máy bay riêng cùng Tổng thống Trump và các nhân viên hàng đầu để tham dự cuộc biểu tình của ông ở Alabama vào chiều thứ Bảy. Theo thông cáo báo chí từ đại diện văn phòng của ông Voss, quan chức này của Wisconsin đã dành cả ngày để chia sẻ với Tổng thống Trump về kế hoạch khôi phục tính toàn vẹn và lòng tin trong các cuộc bầu cử ở Wisconsin. Và sau cuộc gặp gỡ đó, điều lớn lao đã xảy ra. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Wisconsin Robin Voss hôm thứ Tư tuần trước đã kêu gọi kiểm tra pháp y về kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang. Đây là lần đầu tiên ông Robin Voss công bố một cuộc kiểm tra pháp y về cuộc bầu cử 2020. Vì vậy, đây là một tin tức lớn. Văn phòng của Hạ viện tiểu bang Wisconsin cũng đã phát đi tuyên bố này của ông Robin Voss. Wisconsin là một trong những bang chiến trường gây tranh cãi lớn trong kết quả bầu cử năm 2020, nơi Joe Biden đã bị cáo buộc chiến thắng không rõ ràng vì đã có những bằng chứng về việc kết quả đã bị thay đổi trong đêm bầu cử. Đảng Cộng hòa tiểu bang này đang ngày đêm cố gắng để thực hiện một cuộc kiểm toán bầu cử toàn diện, điều mà ông Robin Voss trước đây là không dám thực hiện và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức của chúng tôi tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại trên chương trình tin tức của kênh little saigon news